đúng là ngày hôm qua anh ở khách sạn với Linh, nhưng mà không hề có chuyện như em nghĩ đâu. Anh đã ngủ với nó. Không phải. Thế bây giờ em không muốn đàng hoàng, em muốn như nào? Em không muốn nói chuyện đàng hoàng, em muốn hai đứa to tiếng à? Ok, anh chiều em này. Loài người như anh là như nào? Em nói nốt đi. Là thằng hèn đúng không? Thằng mama boy, thằng ngoại tình, thằng bắt cá hai tay. Em tát đi. Em chỉ vào mặt anh đi. Em chút giận lên anh này. Này, anh đừng lên cho em tát này. Tát nữa đi. Hả? Anh tát nữa đi. Tát nữa đi này. Giọng điệu của chị Hân kiểu này chắc là không có thiện chí nói chuyện với em. Em đi trước. Để chị nói hộ em nhá. Em định thường nước đục thả câu, định hóa mù ra mưa, định văn học hóa sứ mệnh của mình á Linh. Sứ mệnh làm tiểu tam là con giáp thứ 13, muốn giúp người đàn ông thoát ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ á. Chị Hân, đừng có mất dạy.